Hồng Kông đón năm mới 2013, tin từ Hồng Kông. Pháo bông được bắn sáng bầu trời trên cảng Victoria của Hồng Kông khi đồng hồ vừa điểm lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1. Chương trình bắn pháo bông dài 8 phút được thực hiện từ cả đất liền và ngoài biển, xung quanh trung tâm hội và triển lãm nghị Hồng Kông, nơi mà Anh Quốc bàn giao chủ quyền thành phố lại cho Trung Cộng vào năm 1997. Hàng ngàn người tới xem pháo hoa năm mới từ hai phía của bến cảng bất chấp thời tiết lạnh với nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 7 độ C. Chương trình pháo bông năm nay được cho là màn bắn pháo bông mừng năm mới lớn nhất trong 6 năm qua. Thành phố thường xuyên tổ chức bắn pháo bông đẹp nhất kéo dài trong vòng 20 phút nhân ngày Tết cổ truyền của Trung Cộng, ngày kỷ niệm bàn giao Hồng Kông và ngày quốc khánh của Trung Cộng.